Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết. Đạo mộ Bắt đầu dời núi truyền thừa, Trình Vân xuyên qua thế giới song song, trở thành một nhà cửa hàng đồ cổ lão bản, trói định ký đến hệ thống. Mỗi ngày ký tên, đạt được. Hoàng Kim Sa ưng Mỗi tháng ký tên, nhận được. Đào tử trèo sơn giáp Kỷ niệm tròn một năm, đạt được. Long hổ hùng tam Kình cổ vũ bắt đầu liền từ trong túi quà cố định mở ra chuyển sơn truyền thừa đang lúc trình vân định làm một đợt luyện tập lại phát hiện ông chủ tiệm đồ cổ bên cạnh đại kim nha ăn tiên đang bị người ta tìm sổ sách người tìm phiền toái chính là lão hồ và mập mạp được rồi trùng hợp quá ta đương đại chuyển sơn khôi thủ tìm mấy tên mã tử làm cu ly không đúng là đồng đội tìm mấy đồng đội là chuyện rất bình thường mà thân mang bí thuật bàn sơn lợi khí bàn tay cổ đại, lại nhìn Trình Vân ta, phi lư cổ mộ. Mạng tiểu thuyết phi lư nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt chước. Chương 1 Xuyên qua mang hệ thống Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nhịp điệu chậm Bắc Bình, Phan Gia Viên Phanh 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 phan. Ông chủ trình ông chủ trình ông không sao chứ lão trình nếu ngươi không mở cửa ta sẽ đụng cửa bên tai vang lên một trận tiếng la hét cùng tiếng gõ cửa trình vân từ trong giấc ngủ bừng tỉnh nằm rảnh đột nhiên trình vân đột nhiên nhảy lên khỏi ghế nằm vẻ mặt khiếp sợ quét nhìn bốn phía nơi này thoạt nhìn rất có phong cách cổ xưa chung quanh bày không ít giá đỡ đồ cổ hẳn là một cửa hàng đồ cổ nhưng nhà hắn không phải như vậy. Chẳng qua là tiếp xúc thân mật với xe tải, sao nháy mắt lại biến thành như vậy? Còn không đợi Trình Vân biết rõ đây là chuyện gì xảy ra, trong đầu đột nhiên vang lên một trận âm thanh điện tử máy móc. Đinh, ký vào hệ thống trói định hoàn tất. Đinh, khuôn mẫu ký ức dung hợp thành công, gói quà phát xong. Ký chủ Trình Vân Tuổi 24, kỹ năng cao cấp đồ cổ giám định, trung cấp trọng mộ tri thức, trung cấp bác cực quyền, trung cấp nến bùng biện thổ, trung cấp vật phẩm. Gói quà cố định một. Theo âm thanh điện tử trong đầu hạ xuống, Trình Vân chỉ cảm thấy một cổ suy nghĩ xông lên đầu. Cảm giác kia giống như là đi trên đường đột nhiên nhớ tới nơi này ở trong mộng mơ thấy qua, hoặc là đã từng tới qua, thập phần kỳ diệu. Đợi đến khi ý thức và thân thể hoàn toàn dung hợp, Trình Vân có chút mơ hồ. Hắn đây là xuyên qua, hơn nữa nguyên thân cùng hắn còn là trùng tên. Bất quá, Trình Vân rất nhanh liền hòa hoãn lại. Hắn kiếp trước cũng không ít xem tiểu thuyết, xuyên qua loại chuyện này, hắn tuy rằng không cách nào lý giải, nhưng ở trong sách là thấy nhiều. Chỉ là không nghĩ tới, loại chuyện này thật sự tồn tại, còn đến phiên hắn. Sau khi làm rõ suy nghĩ, hắn cũng biết tình huống hiện tại. Hắn xuyên qua đến trọng mộ thế giới. Về phần hắn tại sao biết nơi này là đạo mộ thế giới, cái này rất đơn giản. Bởi vì nguyên thân cùng cha hắn là dựa vào đổ đấu ăn cơm. Cha hắn có một đồng đội tên là Kim Bách Vạn, con trai của Kim Bách Vạn lớn hơn hắn vài tuổi, gọi là Kim Vạn Đường, ngoại hiệu là Trăng Vàng. Hắn cũng là căn cứ vào thân phận của Trăng Vàng, đoán ra mình xuyên việc đến đâu. Cha hắn ở nhiều năm trước đã ngã. Lão Kim cũng ở một lần kia bị thương phổi, hiện giờ chỉ có thể ở nhà nghỉ ngơi. Nguyên thân sau khi cha hắn đi một mình khiêng cửa hàng lên, thỉnh thoảng còn có thể độc hành xuống mộ, phi thường liều mạng. Mệt nhọc thành bệnh, tối hôm qua sau khi nhắm mắt lại liền không tỉnh lại. Từng. Hiện tại đã không thể nói là nguyên thân, phải nói là hắn. Đối với tình huống trước mắt, Trình Vân phi thường hài lòng. Chỉ cần sống lại một đời chính là một đại hỷ sự chớ nói chi là kế thừa một cửa hàng đồ cổ quy mô không nhỏ, trong tay nắm không ít tiền. So với kiếp trước khổ bức đi làm, vì mấy ngàn khối tiền lương bị gọi tới uống lui làm con lừa ép, cái này xuyên qua xuyên qua mặt thật sự là để cho hắn quá hài lòng. Hôm nay, hắn sống lại một đời, còn thức tỉnh bàn tay vàng. Quả thực chính là hoàng mỹ, giống như nằm mơ. Không đợi Trình Vân nghĩ nhiều, ngoài cửa lại truyền đến một trận thanh âm. Nha, sẽ không thật sự xảy ra chuyện chứ. Hai người các ngươi, phá cửa ra cho ta, coi như của ta. Nghe được thanh âm, Trình Vân mới nhớ tới có người đang gọi cửa. Hôm nay là ngày hắn nhập hàng, vào đều là đồ cổ cao cấp, là nhờ răng vàng mà vào. Đến rồi. Há miệng hô một tiếng, Trình Vân ba bước chạy đến trước cửa tiệm, mở cửa ra. Ngoài cửa có ba người đang đứng. Hắn đã dung hợp nguyên thân ký ức Nhìn thấy ba người này đồng thời, tự nhiên nhớ tới ba người này thân phận Người gây đứng ở phía trước là răng vàng, hai người khiên rương gỗ phía sau là người trong tiệm răng vàng, đều là anh em họ xa xôi của hắn Chuyện gì xảy ra vậy, gọi ngươi nửa ngày Thấy Trình Vân mở cửa, răng vàng lập tức la lên Trình Vân bình thường mở quán so với hắn còn tích cực hơn, đây là lần đầu tiên trễ như vậy, hắn đều cho rằng đã xảy ra chuyện gì nhìn bộ dáng mắng chửi đỉnh đạt của răng vàng, trình vân cũng không thèm để ý, cười nói: hôm qua ngủ muộn, sao lại là anh giao hàng cho tôi? nói nhảm. răng vàng trợn trắng mắt, tức giận nói: ông chủ quách gọi cậu nửa ngày cũng không thấy cậu mở cửa, tôi đành phải giúp cậu thu hàng trước. mười khối ngọc, mười món sứ, mười món đồng. vào đi. trình vân gật gật đầu, đón ba người răng vàng vào, sau đó đóng cửa lại mở rương gỗ lớn ra nhìn, kiện lớn hơn một chút chỉ có ba kiện, hai kiện đồ sứ cùng một kiện đồ đồng, còn lại đều là chút đồ chơi nhỏ. Sau đó, Trình Vân mang theo răng vàng đi tới quầy. Làm tốt lắm, bao nhiêu tiền? Nghe vậy, răng vàng không nói gì, vươn tay phải ra, giơ hai tay. Ông chủ quách gần đây tìm được một tay nghề cũ, hơi đắt một chút, nhưng đồ đạt quả thật không tệ, dễ ra giá. Ra tay hai ba món là có thể lấy lại vốn khóe miệng Trình Vân nhếch lên, bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không đen như anh. Răng vàng nổi tiếng là đen, hãm hại người không chút lưu thủ. Một bộ mô phỏng tinh phẩm giá thành 50, hắn có thể bán 500, nếu bán cho người nước ngoài, hắn có thể bán 1.000. Bất quá giá thị trường chính là như vậy. Đồ cổ tranh chữ, bình bất yếm trá. Người bán muốn kiếm nhiều, người mua muốn sửa nhà dột, ai cắt rau hệ của người đó nói không tốt toàn bộ phải xem nhãn lực. Cao thủ chơi được sẽ không chịu thiệt, thổ hào thật cũng sẽ không đến Phan gia viên, người ta đều đi khách sạn Tân Nguyệt mua hàng thật có bảo đảm. Đen răng vàng trừng mắt, lắc đầu nở nụ cười. Chuyện đồ cổ làm được, vậy có thể gọi là đen sao? Một chiếc xe Tây có thể bán 20 vạn, chút sắc này mới bao nhiêu tiền, không phải bán kỹ thuật sao? Cái miệng này của ta, đây chính là kỹ thuật, ngươi a, hâm mộ không được. Được rồi được rồi, cậu lợi hại được chưa? Trình Vân tùy ý khoát tay áo. Trong trí nhớ, hắn đã xuống không ít mộ, học qua không ít thứ, nhãn lực rất cao. Nhưng ở trên miệng lưỡi, đúng là thuốc ngựa cũng không đuổi kịp trăng vàng. Từ trong ngăn tủ lấy ra hai ngàn khối đưa cho răng vàng, Trình Vân nói. Tối hôm qua tôi ngủ không ngon, định ngủ tiếp. Nhận tiền. Răng vàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói vậy thì đuổi người, ngươi thật keo kiệt, ngay cả nước trà cũng không có. Bất quá cũng vừa vặn, ta hẹn một người nước ngoài bàn chuyện làm ăn, cái này phải đi. Có sinh ý đang chờ, răng vàng không chậm trễ chút nào. Tiểu Liêu nói hai câu, trực tiếp dẫn người đi. Sau khi răng vàng đi rồi, kích động trong lòng Trình Vân rốt cuộc không che giấu được, khóe miệng theo bản năng nhếch lên, ánh mắt đều sáng lên. Đến lúc xem ngón tay vàng rồi chương không hai giời núi truyền thừa bạn đang nghe tại truyện chấm audio sau khi khóa cửa tiệm lại trình vân ngồi trở lại ghế nằm thử gọi một tiếng hệ thống có đó không đinh ký chủ có thể ở trong lòng đánh thức hệ thống tự mình sử dụng hệ thống đinh ký chủ có thể thông qua ký đến thu hoạch khen thưởng hiện vật đem lưu vào hệ thống ba lô ban đầu ba lô vì mười mét khối không gian đinh ký đến khu thương mại đã mở ra ký chủ có thể ký đến số lần mua hàng hóa đinh gói quà đã phát có mở ra hay không liên tiếp mấy câu xuất hiện trình vân sờ sờ mũi có chút xấu hổ nói chuyện với không khí có vẻ ngớ ngẩn ta đây không phải là không có kinh nghiệm sao sau khi hít sâu một hơi trình vân ở trong lòng mặc niệm nói mở túi quà ra đinh mở ra buộc định quà tặng đạt được Mỗi ngày ký đến số lần ba, mỗi tháng ký đến số lần một, hàng năm ký đến số lần một. Ký toàn bộ. Trịnh Vân không chút nghĩ ngợi, nói tiếp. Đinh, mở ra mỗi ngày ký tên, thu được. Móng lừa đen một túi. Đinh, mở ra mỗi ngày ký tên, thu được. Hồng vu diệu tâm hoàng một lọ. Đinh, mở ra mỗi ngày ký đến, đạt được. Hoàng kim sa ưng súng săn sáu trang. Đinh mở ra mỗi tháng ký đến, đạt được tổ chức thân thể cường hóa. Đinh mở ra hàng năm ký tên, đạt được chuyển sơn đạo nhân truyền thừa. Theo hệ thống nhắc nhở âm hưởng nổi lên, Trình Vân cảm giác trong đầu mình xuất hiện rất nhiều tin tức xa lạ. Cùng lúc đó, trong thân thể xuất hiện một dòng nước ấm, nhanh chóng cải thiện thể chất của hắn. Cảm giác được tin tức trong đầu cùng với biến hóa thân thể, Trình Vân trong lòng mừng rỡ dòng nước ấm kia tới nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn là vài giây thời gian, hắn cũng cảm giác thân thể của mình tốt hơn rất nhiều, cả người đều thoải mái. Như vậy, hắn cũng không cần lo lắng chính mình cũng giống như nguyên thân, không cẩn thận liền nất trắm. Đương nhiên, hắn coi trọng hơn vẫn là chuyển sơn truyền thừa. Chuyển sơn môn chính là đại phái nổi danh trong ngành đổ đấu. Hiện tại hắn đã nắm giữ bộ hải thuật cùng phân giáp thuật, tuyệt kỹ công phu cùng với một chút đạo pháp truyền thừa của bàn Sơn bí truyền chỉ cần từng bước làm quen bí pháp lại đem bí bảo bàn Sơn rèn đúc ra hắn có thể trở thành một chuyên gia đổ đấu chân chính đương nhiên kỳ thực hiện tại hắn đã có thể xem như chuyên gia bản thân anh ta là một tay lão luyện hiện tại thể chất lại được cải thiện qua hơn nửa chuyển sơn truyền thừa hắn đã vượt qua thế gian chính tầng đạo mộ tặc chờ hắn luyện thành đạo pháp tinh tiếng võ nghệ vượt qua trạm gác sắp tới tay xé bánh chưng không phải là mơ dù sao trạm gác gà gô cũng không có hệ thống trạm gác gà gô có thể sử dụng cú đá của khôi tinh để tháo rời xương sống của thi vương có hệ thống bên cạnh hắn sẽ chỉ mạnh hơn trạm gác gà gô sau đó trình vân vẫn ở trong tiệm ngay cả cửa tiệm cũng không mở phải mất một giờ hắn mới hiểu rõ thu hoạch lúc trước hệ thống hắn nhận được gọi là hệ thống ký tên tất cả thu hoạch đều có liên quan đến việc ký tên ký tên chia làm bốn loại theo thứ tự là mỗi ngày ký đến mỗi tháng ký đến hàng năm ký đến cùng với đặc thù ký đến tên như ý nghĩa mỗi ngày đều có thể ký được một cái mỗi ngày ký được một tháng một tháng ký được một năm một lần mỗi năm ký được về phần ký tên đặc biệt tương đối mơ hồ hệ thống không nói cho hắn biết cụ thể làm sao đạt được chỉ nói cần chính hắn kích phát theo lý giải của hắn đặc thù này hẳn là nhiệm vụ ẩn dấu ký được có thể mở ra các loại khen thưởng không chỉ giới hạn trong hiện vật đẳng cấp càng cao ký được xác suất mở ra đồ tốt lại càng cao thấp tới đổ đấu công cụ nhỏ cao tới bí thuật huyết mạch vẫn tương đối đơn giản chỉ cần mỗi ngày kiên trì ký tên là xong việc sau khi đem những chuyện này làm rõ ràng hắn lại tính toán lên kế hoạch đối với cuộc sống sau này Cửa hàng này nhất định phải tiếp tục mở. Tầng 1 bán hàng, tầng 2 ở. Hiện tại trong cửa hàng, có 9 phần là hàng nhái cao cấp, còn lại một phần hàng thật cũng không phải tinh phẩm gì. Chờ sau khi hắn chiếm được mấy ngôi mộ, cũng phải cân nhắc đi con đường cao cấp. Lại chính là chuyển sơn truyền thừa, phải cần cù luyện tập. Hiện tại mặc dù hắn lấy được chuyển sơn truyền thừa, nhưng chỉ biết không giỏi. Giống như là học thuộc một quyển sách dạy nấu ăn, mặc dù biết làm như thế nào nhưng chưa làm chính là chưa làm nói cho cùng vẫn là lý luận suông hắn dựa theo lý giải của mình đem chuyển sơn truyền thừa thành ba bộ phận theo thứ tự là bí pháp bí bảo võ nghệ như là điền hải thuật đạo thuật phù lục loại này bị hắn phân đến bí pháp một hàng tam đinh tứ giáp trong phân giáp thuật cùng với viên quan tán là vật tùy thân coi như là bí bảo võ nghệ cuối cùng chính là loại công phu quyền cước khôi tinh đá đấu, thất tinh quyền, đại lực kim cương trưởng. Trong ba bộ phận này, bị hắn định ra nhật trình là võ nghệ. Bởi vì tu luyện bí pháp cần đại lượng thời gian, nhập môn đơn giản, nhưng muốn tinh tiến, vậy phải ngày ngày khổ tu, thời gian tính theo năm. Đoán tạo bí bảo cũng kém không nhiều lắm, sau khi thu thập đủ tài liệu, còn phải dùng tiền mời người làm. Ba đinh quan trọng nhất, hắn đều phải tự mình nghĩ biện pháp làm, để tránh truyền thừa ra ngoài. Ngược lại, bắt đầu nhanh nhất, trong khoảng thời gian ngắn đối với hắn trợ giúp lớn nhất, chính là võ nghệ. Thể chất hiện tại của hắn, phối hợp với võ nghệ chuyển sơn, cho dù chống lại bánh chưng cũng không hoảng hốt. Cho dù đánh không lại, vậy còn có thể chạy. Chờ hắn hơi thuần thục một chút về sau, hắn cũng có thể đem bánh chưng cột sống lớn dở xuống. Cho đến gần giữa trưa, Trình Vân mới mở cửa tiệm. Trong tiệm một chút đồ ăn cũng không có, anh định ra ngoài ăn bữa cơm, mua chút rượu và thuốc lá. Này, ông Trương. Gian hàng đều bày ở cửa tiệm của tôi rồi. Còn cậu nữa, Trần mập mạp. Gian hàng đều xây dịch cho ta, đem ta tài vận đều cản, cẩn thận gia gọt các ngươi. Trình Vân mới ra cửa, đã thấy răng vàng xua đuổi người bán hàng trong ngoài cửa tiệm. Ngày thường, răng vàng cũng sẽ không làm khó các tiểu thương. Nhìn ra được việc làm ăn lúc trước của hắn không thuận lợi, đang trút giận ở đây. Một đám người bán hàng trong cũng không muốn chạm vào răng vàng, nhau nhau dời sạp sang một bên. Thấy vậy, sắc mặt răng vàng mới khá hơn một chút, siết chặt âu phục bó sát người, nặng nề thở dài. Lão Kim, tình huống thế nào? Lúc này, Trình Vân đi tới bên cạnh răng vàng, vỗ mạnh lên vai răng vàng. Răng vàng gầy như khỉ, bị Trình Vân vỗ như vậy, thiếu chút nữa tê liệt chương không ba tổ hai người bạn đang nghe tại truyện chấm audio t cậu cố ý phải không sau khi ổn định thân hình răng vàng mạnh mẽ trở về trên vai trình vân nhưng hắn vỗ một cái này đánh vào trên người trình vân giống như mát xa trình vân ngay cả động cũng không nhúc nhích một chút thấy thế răng vàng thần sắc trì trệ tức giận nói nhà lớn lên cường tráng chính là không dậy nổi Ta nếu là có ngươi một nửa cường tráng ta đều thỏa mãn. Tuổi thơ của anh là trải qua trong sùng bái bậc cha chú. Cha hắn là đổ đấu, đổ đấu mặc kệ ở thời đại nào cũng không phải vẻ vang. Nhưng vào thời đó, rất nhiều người ăn không đủ no, thậm chí còn có người chết đói và chết lạnh. Mà cha hắn không chỉ có thể cho hắn ăn thịt cá, thậm chí còn có thể tiếp tế thân bằng một lần là thần tượng của hắn. Cho nên, hắn liền mơ ước tương lai nhất định phải con nối nghiệp cha, xuống ruộng ăn cơm. Cũng không nghĩ tới, hắn thổi nhỏ liền thể nhược, còn bị hen suyễn, đừng nói đổ đấu, đi lên hai dặm địa đều chịu không nổi. Cho nên hắn rất hâm mộ Trình Vân, sinh khỏe mạnh. Dù sao, cha hắn cùng cha Trình Vân là bạn bè có thể ở trong mộ lấy lưng tương giao, hai đứa nhỏ cũng tránh không được bị trêu chọc so sánh. Trình Vân chính là hài tử nhà người ta, trong miệng cha hắn. Sao vậy, đụng phải chuyện gì, nói cho ta biết. Trình Vân nghiêm mặt, có chút nghi hoặc. Răng vàng là một người tự tin, đặc biệt là trước mặt hắn. Ngày thường luôn nói hắn dùng thân thể đổi lấy miệng khéo léo, như thế nào hôm nay còn hâm mộ hắn. Tôi đã nói với anh vào buổi sáng, tôi có việc phải bàn. Răng vàng bất đắc dĩ cười, trực tiếp ngồi ở cửa tiệm. Mấy ngày hôm trước, ta ở trong tay nhất lăng đầu thanh ăn một khối cổ ngọc hôm nay vốn định qua tay đi ra ngoài, không ngờ tên ngốc kia lại đụng phải, dẫn một người bạn tìm tôi đòi nợ. Ta vừa thấy hai người, dáng dấp còn đặc biệt khỏe mạnh, thân thể nhỏ bé của ta, chỉ có thể nhận sợ thôi. Ta muốn có người này thể trạng cùng đi đứng công phu, ta có thể đem kia hai nhà đánh ra cướp đến. Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Vân trở nên có chút cổ quái. Kịch bản này có chút quen thuộc. Răng vàng nói lăng đầu thanh hẳn là mập mạp, Người còn lại là hồ bát nhất. Ai, không nhắc tới nữa. Không đợi Trình Vân nói chuyện, răng vàng vỗ mông đứng lên. Việc này chưa xong, ta biết tên ngốc kia lăn lộn ở đâu. Ngày mai ta liền dẫn người đi tìm hắn, hỏi hắn đạo lý hôm nay ở ngày mai có tốt hay không. Tôi còn phải giải thích với khách, đi trước đây. Nói xong, răng vàng đen mặt đi vào đường phố, biến mất trong đám người. Chỉ sợ ngươi phiền toái tìm không được còn phải trả lại a. À. Nhìn răng vàng biến mất trong tầm mắt, khóe miệng Trình Vân nhếch lên. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai răng vàng sẽ kết giao với tổ hai người Hồ Vương, sau đó dẫn tổ hai người lên đường đổ đấu, trở thành thương nhân tiêu thụ của bọn họ. Cảm khái một phen qua đi, Trình Vân khóa cửa tiệm, đi về phía phố ăn vặt. Trì hoãn như vậy, bụng càng đói. Trưa hôm sau, Trình Vân đang luyện quyền trong tiệm. Dư quan khóe mắt đảo qua, thấy ngoài cửa đi vào ba đạo thân ảnh, Trình Vân theo đó dừng động tác. Răng vàng đến với hai khuôn mặt mới. Đều là nam nhân, nhìn đều là 27-28 tuổi, đều rất khỏe mạnh. Đứng ở bên trái răng vàng tướng mạo bình thường, thân hình ngược lại rất cao lớn, nhìn không chớp mắt, làm cho người ta có một loại cảm giác ổn trọng. Cái bên phải nhìn bằng mắt thì kém hơn một chút. So với người bên trái thấp hơn một chút, còn có chút béo, sau khi vào cửa đánh giá chung quanh, giống như ngắm phong cảnh. Chỉ một lần gặp mặt, Trình Vân đã đoán ra thân phận của bọn họ. Hồ Bác Nhất và Vương Khải Hoàng. "Lão Trình à, đừng luyện nữa, hôm nay tôi giới thiệu hai người bạn cho anh." Răng Vàng vui tươi hớn hở vỗ vai Trình Vân. "Vậy cũng đừng đứng giới thiệu, ngồi nói chuyện đi." Trình Vân cười cùng Hồ Bác Nhất, Vương Khải Hoàng chào hỏi, mang theo bọn họ đi về phía bàn trà. Sau khi ngồi xuống, răng vàng liền giới thiệu. Hồ Gia, Khải Hoàng huynh đệ, vị này chính là trình gia mà ta nói trên đường, bạn đối khố của ta, các ngươi gọi hắn là trình vân hoặc là lão trình đều được. Nhà hắn cũng giống như nhà ta, bậc cha chú đều là nghệ sĩ đổ đấu. Sau khi lớn lên, hắn tiếp nhận công việc của bậc cha chú, thân thể ta không được, cũng chỉ có thể dựa vào nhãn lực ăn cơm. Trình gia Răng vàng nói xong, hồ bác nhất cũng rất khách khí hô lên tôi tên Hồ Bác Nhất, hắn gọi Vương Khải Hoàng, gọi chúng tôi là Lão Hồ và Mập Mạp là được. Tuy nói Trình Vân nhìn nhỏ hơn hắn vài tuổi, nhưng hắn cũng sẽ không coi thường Trình Vân. Ngay cả loại người dựa vào mở tiệm ăn như răng vàng cũng nuôi một đám đàn em. Như vậy Trình Vân không chỉ mở cửa hàng, còn tự mình xuống mộ đổ đấu, tuyệt đối không phải dễ chọc. Răng vàng có thể dẫn hắn và mập mạp tới đây làm quen Trình Vân, còn chưa giấu giếm thân phận, thỏa đáng nể mặt hắn và mập mạp. Cho nên, hắn cũng không thể mất mặt đối phương. Mập mạp không nói gì, chỉ liên tục gật đầu với Trình Vân. Buổi sáng bị Đại Kim Nha dẫn người chặn một lần, trong lòng hắn có chút nghĩ mà sợ, cũng không dám lại tùy tiện nói chuyện. Trình Vân cười gật đầu, khoác tay nói: "Nếu là lão Kim giới thiệu, vậy cũng đừng khách khí, gọi tôi Trình Vân là được." Tính cách của hai người này, hắn vẫn không chán ghét. Hai người đều rất có nghĩa khí. Hơn nữa hồ bát nhất là vì quốc gia chảy máu, còn vì chiến hữu giận giữ giết tù binh, dẫn đến chính mình mất đi tiền đồ trong quân. Hắn đối với quân nhân, cho tới bây giờ đều là liếc mắt một cái, trong lòng có kính ý. Lão Trình Thấy Trình Vân rất nể tình, răng vàng lại vui tươi hớn hở nói. Ngươi cũng đừng trách ta bỏ sóc ngươi, ta còn chưa giới thiệu xong đâu. Tổ tiên Hồ Gia làm cũng có quan hệ với đổ đấu, trong nhà bọn họ truyền phong thủy thuật hồ gia cũng giống ta không nhận việc trong nhà nhưng bản lĩnh gia truyền vẫn học không ít cho nên tôi muốn sắp xếp cho hai người làm quen một chút chương không bốn lớn răng vàng ta cũng là vì tốt cho ngươi bạn đang nghe tại truyện chấm audio trình vân nghe hiểu ý tứ trong lời nói của răng vàng răng vàng muốn kéo hồ bác nhất nhập bọn với mập mạp để cho hắn lúc xuống mộ mang theo hai người này cũng dễ kết bạn một mình xuống mộ, luôn có lúc vấp ngã. Bởi vì cổ mộ hơi lớn một chút, bên trong cơ quan vô số. Bên ngoài khóa bên ngoài mở ra cạm bẫy mộ thất rất nhiều, nếu là một người xuống mộ, vào mộ thất liền không ra được, bởi vì cơ quan chỉ có thể từ bên ngoài mộ thất phát động. Cho nên, từ xưa đến nay, đạo mộ tặc xuống mộ đều là kết bạn mà đi. Ít thì hai ba cái, nhiều thì bảy tám cái, như là dở lĩnh loại này môn phái càng là quen dùng biển người chiến thuật, trăm người đồng loạt hạ phá một mộ. Cuối đời nhà thanh sờ kim thái đấu trương tam gia liền nói với ba đệ tử đầu của hắn, phân thì chết, hợp thì sống. Nói chính là loại tình huống này. Sức một mình có hạn, luôn có lúc song quyền khó địch ngoài ý muốn. Đương nhiên, mọi việc không có tuyệt đối. Giống như trương tam gia vậy âm dương thuật cùng phong thủy thuật song tinh đổ đấu tông sư, Liền không cần kết bạn xuống mộ, bởi vì hắn bản lĩnh lớn. Chỉ cần đủ mạnh, đồng đội đều là mây bay. Hiện tại hắn còn chưa đạt tới một bước kia. Cho nên, đối với ý ở ngoài lời của Trăng Vàng, hắn có chút động tâm. Hồ bác nhất mang phong thủy quyển trong bí thuật âm dương phong thủy 16 chữ. Tuy rằng chỉ học được một chút gia long, nhưng chút gia long này cũng đã đủ để hắn tìm được không ít cổ mộ rồi. Dù sao 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật là đương đại đổ đấu hành đệ nhất kỳ thư. Mang theo hồ bát nhất cùng mập mạp, không chỉ có tiền mộ nhanh, hơn nữa còn có thể thêm hai cái trợ thủ. Đến lúc đó lại tìm cơ hội, đem cái kia nữa quyển 16 chữ âm dương phong thủy bí thuật mượn tới nhìn một chút, vui sướng. Tuy rằng nguyên thân cũng biết một chút bí quyết tìm mộ, nhưng những bí quyết kia thật sự là một lời khó nói hết. Ví dụ như nếm bùng phân biệt đất, đều là biện pháp cũ hiệu suất không cao lắm hơn nữa có chút nguy hiểm nếu đụng phải ngôi mộ lớn có biện pháp chống trọng tốt thủy ngân phèn chua chì thủy ngân thiết trong mộ thấm vào đất miệng một cái khẳng định phải chịu đau khổ nhìn thấy sắc mặt trịnh vân biến hóa răng vàng cũng biết trịnh vân có chút ý động lúc này đổi đề tài nói với hồ bác nhất hồ gia ngài nói ngài có bản lĩnh phân kim định huyệt không làm nghề này thật đáng tiếc nha ta cũng không thổi với ngài, liền huynh đệ của ta, tiếp theo địa ít nhất đều là số này. Răng vàng ngừng nói, giơ ra một ngón trỏ. Hồ bát nhất không có phản ứng gì, ngược lại mập mạp trận to mắt, một lần một ngàn, nhiều như vậy. a à, răng vàng lắc đầu, phun ra một chữ, vạn. Cái gì? Nghe đến đó, mập mạp kinh hô lên. Hắn ở một cái tiểu tứ hợp viện bên trong thuê một gian phòng, mà kia trọn vẹn tiểu tứ hợp viện, bây giờ giá cả cũng mới hơn một vạn. Con số một vạn này nghe không phải đặc biệt lớn, nhưng ở niên đại này lại là nhiều dọa người. Hắn bán băng ghi âm một năm, đại khái chỉ có thể kiếm được 500 đồng. Nhưng chính là 500 khối, cũng đã đủ hắn một năm không lo ăn uống mặc, còn có thể có thừa. Cho nên khi răng vàng nói nguyện ý bỏ ra 300 khối mua ngọc của hắn, hắn trực tiếp bán. Mà răng vàng vừa qua tay, liền có thể đem khối ngọc kia bán đến 3.000 trở lên, đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn muốn đem ngọc đoạt lại. Bởi vì tiền đầu năm nay quá đáng giá. Trên lệch giá ít nhất 2.700, hắn phải kiếm 5 năm mới kiếm được trở về, đó là hối hận ngay cả nhảy sông tâm cũng có. Ngay cả hồ bát nhất cũng ngây ngẩn cả người. Một vạn đối với hắn hiện tại lang bạc ngoại hương mà nói là một khoản tiền lớn. Nhìn thấy phản ứng của hai người, khóe miệng răng vàng nhếch lên, rèn sắt khi còn nóng nói đây là hắn một người vì bảo hiểm không tìm đại mộ nếu là chọn cái lớn một lần đến lật mấy chục lần không chỉ muốn tôi nói chi bằng hai người kết bạn tùy tiện kiếm chút gì cũng tốt hơn bán băng ghi âm có phải không đúng là rất tốt đúng là rất tốt mập mạp liên tục gật đầu trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía lời của răng vàng hoàn toàn nói đến tâm khảm của hắn một lần có thể kiếm hơn một vạn, vậy còn bán băng ghi âm rách nát gì nữa? Cho dù rủi ro không nhỏ, nhưng đó không phải là không thể chấp nhận. Hắn mập mạp thân thể cường tráng, đánh nhau là cái hảo thủ, lão hồ càng là 10 năm lão binh, đi đứng rất lợi hại. Hai người bọn họ cộng lại, cũng sẽ không kém ông chủ trình trẻ tuổi này chứ. Bất quá, mập mạp cũng không lập tức đáp ứng, mà nhìn về phía lão hồ. Lúc hắn và lão hồ ở cùng một chỗ, đại sự đều là để cho lão hồ trầm ổn hơn quyết định. Nhìn thấy ánh mắt mập mạp, lão hồ lắc đầu. Kỳ thật ta đối với việc này, thật không có kinh nghiệm gì, đều là từ một ít sách cổ đọc được. Nói thật đi, ông nội ta lúc còn trẻ quả thật có đánh nhau, sư phụ của ông ấy là mô kim giáo úy. Nhưng cả đời hắn đã ngã ba lần, lần đầu gặp mộ trống, lần thứ hai mang ra hai kiện đồ đồng. Lần thứ ba đụng phải bánh chân lớn, thiếu chút nữa mất mạng, sau đó hắn không làm nghề này nữa cho nên loại chuyện đổ đấu này ta cũng không có ý định làm nghe lão hồ từ chối mập mập há miệng muốn nói lại thôi răng vàng cũng lộ vẻ đáng tiếc tiếp tục nói không cho ngài đi đổ đấu chính là bảo ngài thu chút đồ giống như tôi nhận đồ của khải hoàng huynh đệ vậy lợi nhuận cao bao nhiêu ngài cũng biết làm như lo lắng mập mập nhớ thương chuyện kia răng vàng còn hướng mập mập nói lời xin lỗi khải hoàng huynh đệ ngươi cũng đừng tức giận chuyện kia đã rồi ta chính là lấy một ví dụ ngươi xem ta nói không có tật xấu a à? có tiền vì sao không kiếm mập mập nghe vậy cũng chỉ lo gật đầu nháy mắt ra hiệu với hồ bát nhất hắn hiện tại chỉ muốn lão hồ ứng phó việc này đến lúc đó hảo hảo kiếm được một số tiền lớn chương không năm hồ vương muốn phát tài bạn đang nghe tại truyện chấm audio trình vân ngồi ở một bên vẫn không lên tiếng. Nghe đến đó, hắn cũng sắp bật cười. Răng vàng dùng miệng khuyên, mập mạp dùng ánh mắt khuyên. Hắn biết, Hồ Bác Nhất kiên trì không được bao lâu. Hồ Bác Nhất làm lính nhiều năm, trải qua chiến tranh, giết kẻ địch, cũng thấy chiến hữu hy sinh, chuyện hắn quyết định người bình thường không khuyên được hắn. Nhưng hắn sẽ tự khuyên mình. Bởi vì hắn có rất nhiều chiến hữu hy sinh, để lại cô nhi quả mẫu nương tựa lẫn nhau anh muốn ủng hộ gia đình chiến hữu về mặt kinh tế để cho những gia đình đó sống tốt một chút nhưng anh ta đã ra khỏi quân đội không có trợ cấp ổn định phí phục viên trên người tuy nói cũng đủ chống đỡ hắn tìm được công việc nhưng không có biện pháp ra tay giúp đỡ người nhà hy sinh chiến hữu cho nên hắn cần tiền hơn nữa còn là nhiều tiền lớn đến cũng đủ ở giúp đỡ chiến hữu người nhà sau còn đủ hắn cùng mập mạp tiêu xài hồ bác nhất chậm chạp không phản ứng nụ cười trên mặt trăng vàng biến mất thở dài hồ gia hôm nay cũng không có ý gì khác chỉ là muốn kết giao bằng hữu với hai vị tương lai nếu hai vị nhận được thứ gì tốt thông báo một tiếng tôi phụ trách liên lạc với người mua hai vị tự mình đi đàm phán đến lúc đó đàm phán thành công thì trích phần trăm cho tôi là được ta cũng biết đào mộ quả thật thiếu đạo đức nhưng người dù sao cũng phải ăn cơm chỗ cần tiền cũng không ít không nói đổ đấu, chỉ nói thu chút đồ cũng là đại kiếm. Những lời này tự hồ là đã động hồ bát nhất, hồ bát nhất nhướng mày, lâm vào suy tư. Trầm mặt thật lâu sau, hồ bát nhất mới mở miệng. Kim gia, tôi cũng không giấu ông, tôi ở bộ đội gần 10 năm rồi. Đào mộ đào mộ loại chuyện trái pháp luật tổn đạo đức này, ta ngăn không được người khác, nhưng ta khẳng định sẽ không đụng vào. Về phần thu đồ, ta sẽ suy nghĩ lại. Hồ Bác Nhất nói, ánh mắt trăng vàng sáng lên. Được, vậy ngài suy nghĩ một chút. Cũng không nhất định phải đổ đấu, thu hàng kiếm được cũng nhiều, ví dụ này bậy ở trước mắt đâu, chúng ta núi xanh không thay đổi, nước biết chảy dài. Hồ Bác vừa nói tuy rằng không dễ nghe, nhưng dù sao cũng là lời nói thật. Quan trọng là, Hồ Bác Nhất nhả ra rồi. Đại đa số người nhận hàng, đều là thu thu liền xuống đất. Chỉ cần Hồ Bác Nhất và Mập Mập muốn vào nghề, vậy nhất định còn có thể cuốn quanh người hắn. Bởi vì hắn biết hai người này đều không phải người địa phương, trên người cũng không có tiền. Trừ hắn ra, không ai sẽ giúp hai anh em này. Hồ Bác Nhất gật đầu, không nói chuyện này nữa. Nói lời tạm biệt với Răng Vàng và Trình Vân, kéo mập mạp vẻ mặt tham tiền rời đi. Thì ra là lão binh, khó trách khó khuyên như vậy. Cũng đáng tiếc là lão binh, đến lúc đó phải chia cho hắn nhiều một chút, nếu không bị cha ta biết không thể đánh gãy chân ta nhìn hai người đi ra cửa hàng đồ cổ răng vàng cảm khái nhiều một chút cái này cũng không giống cậu trình vân buồn cười phun tào một câu răng vàng lắc đầu hiếm khi lộ ra biểu tình nghiêm túc răng vàng ta tuy tham tiền nhưng không phải tiền nào cũng muốn kiếm cha ta cũng từng đi lính ta coi như là thay hắn chiếu cố hậu bối hơn nữa ta thấy nhân phẩm của hắn không tệ kết giao bằng hữu không thiệt thòi bất quá. Nếu như bọn họ muốn đi đổ đấu hoặc là thu hàng. Ngươi vẫn là cùng đi đi, miễn cho bỏ sóc món đồ quý giá gì. Khóe miệng Trình Vân nhếch lên, khinh bỉ nhìn về phía răng vàng. Nói nhiều như vậy, cuối cùng vẫn là vòng tới tiền mặt. Sáng sớm hôm sau, Hồ Bác Nhất và bạn tử lại tới, được Đại Kim Nha đưa tới cửa hàng Trình Vân. Cùng Trình Vân dự liệu kém không nhiều lắm. Hai người này sau khi trở về nói chuyện cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định vào nghề. Hồ Bác Nhất vẫn cắn chết không làm chuyện đào mộ, chỉ làm việc thu hàng. Trình Vân và răng Vàng cũng nói theo lời Hồ Bác Nhất, trong lòng âm thầm nở nụ cười. Nhận hàng không dễ nhận như vậy. Nếu không những người bán hàng trong trong phan gia viên còn bày sạp gì nữa, đã sớm thu hàng khắp nơi nhặt trác rồi. Hồ Bác Nhất thông minh thì thông minh, nhưng tóm lại vẫn không hiểu đạo lý trong nghề này. Cách hàng như cách núi A nói tới cuối cùng, Hồ Bác Nhất nói ra quẩn cảnh trước mắt của hắn và mập mạp. Trong túi ngượng ngùng. Mấy ngày nay một loạt sự tình đi xuống, trên người hắn là không thừa bao nhiêu tiền, mập mạp tiền gửi ngân hàng cũng không nhiều, cộng lại cũng mới 500 xuất đầu. Hơn 500 khối đặt ở bình thường đích xác không ít, đủ cho bọn họ ăn thịt dê nhúng hơn nửa tháng. Nhưng cầm đi thu hàng, vậy còn lâu mới đủ. Húng chi hắn định ra điểm thu hàng, là nơi hắn và mập mập lúc trước xuống nông thôn. Dân làng đối xử với họ rất tốt. Cho nên hắn lần này đi thu hàng, cho giá thu mua không thể thấp, nhất định phải để cho những thôn dân kia cũng kiếm được tiền. Sau khi nói xong, Hồ Bác Nhất và Mập Mập liếc nhau, hai người đều có chút xấu hổ. Trình Vân và Trăng Vàng đều không ngoài ý muốn, tình huống này đã sớm nằm trong dự liệu của bọn họ. Không sợ các ngươi không có tiền, chỉ sợ các ngươi có tiền răng vàng dùng ngón trỏ tay phải nhấc tay áo tay trái, ngón cái và ngón út hơi vểnh lên, ra dấu bảy. Hồ Bác Nhất và bàn tử ngồi đối diện, không thấy động tác nhỏ của răng vàng, chỉ có Trình Vân nhìn thấy. Lấy bảy thành. Gà trống sắc nhổ lông A. Trình Vân nhướng mày, hơi ngẩng đầu. Ý của răng vàng là, lợi nhuận ra ngoài lần này, hắn và răng vàng lấy bảy phần, hồ bác nhất và bàn tử lấy ba phần. Nói đạo lý, cái này phân chia đã là phi thường lương tâm. Dù sao hồ bát nhất và mập mạp không có tiền không có nhãn lực, cần làm chỉ là dẫn đường, lấy ba phần đã là rất nhiều. Răng vàng thật sự muốn kết bạn với hồ bát nhất. Còn có. Kéo dài dây. Sách mới số liệu quá quan trọng, hy vọng mọi người có thể tặng chút hoa cùng vé. Chương 06 Vậy thì quyết định. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio răng vàng thấy Trình Vân không có ý kiến, nụ cười trên mặt càng lúc càng đậm. Trầm mặt một lát sau, mãnh liệt vỗ chân. Hồ gia, nếu trong tay hai vị có khó khăn, vậy nếu không như vậy đi. Chuyến đi này phí tổn đều tính trên đầu ta, đến lúc đó nếu hai vị nhận được đồ, sau khi ra tay chúng ta chia sáu bốn phần. Nếu như cái gì cũng không thu được, vậy coi như ta răng vàng mời hai vị đi ra ngoài chơi một chuyến, mua bán không tại nhân nghĩa ở. Còn nữa, hai vị chưa tiếp xúc bao nhiêu đồ cổ, chuyến này lão trình sẽ đi cùng hai người, tránh nhìn lầm. Răng vàng nói rất thành khẩn, ánh mắt nhìn chầm chầm hồ bát nhất, chờ đợi hồ bát nhất trả lời. Lão hồ. Thế nào? Nhân kim gia nói đến nước này rồi. Mập mạp miệng đều sắp cười nước ra, hướng về phía hồ bát nhất nháy mắt ra hiệu, mãnh liệt sử dụng ánh mắt. Đây chính là mua bán không vốn A. Nếu kiếm lời có thể chia bốn thành, nếu không kiếm cũng không lỗ coi như du lịch miễn phí còn có thể trở về thăm bà con nhiều năm không gặp loài chuyện tốt này ngày thường bắn đại bác cũng với không tới a à. khụ hồ bác nhất ho khan một tiếng sắc mặt lại trở nên có chút xấu hổ mập mạp có thể nghĩ đến hắn đương nhiên cũng có thể nghĩ đến nếu tính theo phân chia của răng vàng vậy hắn và mập mạp kiếm lớn rồi nhưng chính là bởi vì kiếm lớn cho nên hắn mới có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn còn có lời chưa nói xong đâu. Hồ gia, có chuyện gì ngài cứ nói thẳng là tốt rồi, chúng ta thương lượng sau. Răng vàng cũng nhìn ra trong lòng hồ bác nhất có chuyện, nhẫn nại hỏi. Hắn vào nghề đã 10 năm, tiếp xúc qua không ít người, có thể nhìn ra hồ bác nhất không phải ngại tiền ít. Hồ bác nhất gật đầu, cười nói. Kim gia và trình gia dẫn hai huynh để chúng ta kiếm tiền, là chúng ta chiếm tiện nghi lớn tôi chỉ cảm thấy bốn phần là hơi nhiều tôi và bạn tử lấy ba thành tựu là được rồi hả ba người trình vân răng vàng mập mạp đều sửng sốt vẻ mặt nghi hoặc chính mình hạ giá của mình việc này chính là lần đầu tiên thấy a à? lão hồ người đây là mập mạp có chút nóng nảy nhìn chầm chầm hồ bát nhất là như vậy hồ bát nhất thở dài giải thích kim gia trình gia điểm thu hàng tôi đặt ra là nơi tôi và bạn tử từng xuống nông thôn. Trước kia tôi và bạn tử đều không hiểu chuyện, gây thêm không ít phiền toái cho thôn, nhưng bà con vẫn chăm sóc tôi như trẻ con. Cho nên tôi đã nghĩ, nếu thật sự có thể nhận được hàng, tôi sẽ ra giá cao cho bà con, coi như là mang bọn họ làm giàu. Đây chính là ý nghĩ của ta, nếu được, việc này cứ quyết định như vậy, lợi nhuận cuối cùng chúng ta chỉ cần ba thành. Nghe vậy, mập mạp đầu tiên là ngẩn người, sau đó cười vỗ mạnh lên vai lão hồ. Hảo huynh đệ, ta đều nghe lời ngươi. Được. Răng vàng nghiêm mặt, giơ ngón tay cái lên với hồ bác nhất. Không hổ là lão binh, giác ngộ chính là cao, ngươi bằng hữu này ta đại nha giao định rồi. Vậy việc này cứ quyết định như vậy đi. Được. Hồ bác rốt cục nở nụ cười, bất quá tôi có thể cam đoan không được nơi đó có hàng hay không, kim lão bản cùng trịnh lão bản sẽ không sợ lỗ vốn sao răng vàng thờ ơ khoát tay áo. hại, vẫn thế không tốt cũng không có cách. ta nói, coi như kết giao bằng hữu. đúng rồi, nếu đã gặp trưởng bối, vậy hai vị cũng đừng đi tay không. răng vàng cũng không nói nhiều, trực tiếp móc từ trong túi ra một phong thư thật dày, đưa cho hồ bác nhất. nơi này là một ngàn, không đủ kêu ta lấy nữa. hồ bác nhất muốn mở miệng cự tuyệt, lại thấy mập mập trực tiếp thu phong thư lại. thấy vậy. Hồ Bác Nhất đành phải gật đầu, nói với răng vàng. Vậy thì cảm ơn Kim Gia, tiền này tính cho chúng ta mượn. Nếu chuyến này có lợi nhuận thì trừ từ bên trong, cho dù không có lợi nhuận, chúng tôi cũng sẽ nhanh chóng trả lại. Không thành vấn đề. Răng vàng cười ha hả, sau khi sự tình được định ra, tâm tình của hắn rất tốt. Đúng rồi Hồ Gia, ngài còn chưa nói chỗ đó ở đâu, tôi phải cho người chuẩn bị vé xe, mặt khác mua chút trang phục nơi đó gọi là ngưu tâm sơn tại ký mười phút sau hồ bác nhất mang theo mập mập đi bọn họ muốn đi mua chút lễ vật mang đến ngưu tâm sơn ai cuối cùng cũng thành công răng vàng tựa vào ghế thở dài ngươi cùng ta nói bảy ba cùng bọn họ nói thời điểm lại là sáu bốn sẽ không sợ bọn họ trực tiếp đáp ứng thấy bộ dáng vui vẻ của răng vàng trình vân có chút khó hiểu vậy còn không đơn giản răng vàng liếc trình vân một cái chỉ chỉ miệng mình bọn họ không có phương pháp đáng giá bao nhiêu tôi định đoạt hơn nữa ta cũng không lừa bọn họ sửa chữa vốn muốn thu một phần cuối cùng còn phải là thất tam không nói nữa ta phải đi chuẩn bị gia hỏa ngươi cũng chuẩn bị đi nói xong răng vàng uống một hơi cạn sạch trà trên bàn quay về cửa hàng của mình răng vàng đi rồi trình vân trực tiếp đóng cửa tiệm Hắn cùng hộ bát nhất thương nghị thời gian xuất phát là sáng mai. Cho nên hiện tại hắn phải chuẩn bị, lại dưỡng dưỡng tinh thần. Trở lại phòng ngủ lầu 2, sau khi kiểm tra trang bị xong, Trình Vân mới thả lỏng. Mở panel ra. Ký chủ: Trình Vân. Tuổi: 24, kỹ năng: Sơ cấp khôi tinh đá đấu, sơ cấp thất tinh quyền, cao cấp đồ cổ giám định, cao cấp trọng mộ tri thức, trung cấp bát cực quyền trung cấp thương pháp. Vật phẩm Hoàng Kim Sa ưng, Hồng Vụ Diệu Tâm Hoàng, Hắc Lư Số dư khu thương mại Số lần ký mỗi ngày 3 Chương 7 Xuất phát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nhìn bản điều khiển, tâm tình trình vân rất tốt Sau khi lấy được chuyển sơn truyền thừa, mặt bàn của hắn hoa lệ hơn không ít Đáng tiếc duy nhất chính là, chuyển sơn truyền thừa chỉ xem như một loại phương pháp học tập. Sau khi lấy được chỉ có thể tính là sơ cấp nhập môn, sau đó còn phải tự mình luyện thêm. Bất quá chỉ là như vậy, hắn cũng đã rất thỏa mãn. Công phu dời núi đều là đại khai đại hợp, chuyên môn nhằm vào kỹ xảo và chiêu thức phát lực của bánh chưng lớn. Liền một thân sơ trung cấp kỹ năng này, đã đầy đủ chống đỡ hắn, bắt ngư tâm sơn bên kia kim quốc tướng quân mộ. Tình huống trong mộ tướng quân kim quốc, hắn đã quên không ít. Nhưng quan trọng nhất hắn vẫn nhớ rõ. Bánh chưng lớn trong mộ kia không tính là khó chơi, hẳn chỉ là một cái mới vừa hút đầy khí đất nổi lên thi thể. Nguyên tắc trung hồ bát nhất cùng mập mập hai cái gà mờ, dọc theo đường đi toàn bộ dựa vào mảng, đến cuối cùng đều là hữu kinh vô hiểm. Hiện tại thêm vào hắn cái này, được bàn sơn truyền thừa lão luyện. Chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Nếu có thể đánh tốt phối hợp, nói không chừng hắn cũng có thể thử một chút khôi tinh đá đấu đẹp trai a à? sau khi mơ màng một phen trình vân thu hồi tâm tư đem ánh mắt phóng tới ký tên ba lần thì hơi ít để dành trước đi lúc cần dùng lại suy tư một lát trình vân bỏ đi ý nghĩ tiêu phí số lần ký tên trên người hắn là ba ngày này ký đến lúc trước khi hệ thống cố định đưa ba lần mỗi ngày ký tên móng lừa đen và diệu tâm hoàng chỉ có thể nói là bình thường. Móng lừa đen hắn có đường mua. Hồng vụ diệu tâm hoàng lại là bí dược mô kim mấy chục năm trước, hiện giờ trong nghề đã sớm có thứ tốt hơn. Bộ đồ hoàng kim sa ưng tốt nhất, cũng bất quá là một khẩu súng lục mạ vàng, cộng thêm 10 băng đạn, một bộ bao da thắt lưng. Đại bàn cát là khẩu súng săn có thể bắn hạ gấu đen. Nhưng đối với bánh chân lớn da dày thịt băm, nhiều lắm là đào một lỗ lõm ra. Cho nên hắn cảm giác mỗi ngày ký được, xác suất mở ra thứ tốt sẽ không cao lắm. Không bằng tích góp một chút, đến lúc đó một lần mở nhiều một chút, hoặc là trực tiếp giữ lại dự bị. Như là súng ngắn đạn, đều được hệ thống thương thành dùng ký đến số lần mua. Sáng sớm, Trình Vân từ trong giấc mộng tỉnh lại, sau khi rửa mặt đeo xong, lưng đeo túi leo núi ra cửa tiệm. Mang theo trong ba lô đều là công cụ giả ngoại thông thường công cụ và vũ khí có liên quan đổ đấu toàn bộ bị hắn đặt trong không gian hệ thống trong những năm này có rất ít khái niệm kiểm tra an ninh khi đi tàu hỏa và máy bay ngay cả thuốc lá cũng không nhịn được chỉ có thông báo đứng trước quầy sẽ nói rõ cái gì không thể mang theo bất quá để tránh cho có thể phát sinh ngoài ý muốn hắn vẫn cho rằng bảo hiểm một chút thì tốt hơn trên đường cổng còn vất vả đến giờ lấy ra cũng không muộn sau khi khóa cửa tiệm Trình Vân đi sang phòng bên cạnh, vào cửa hàng răng vàng. Vừa nhìn, Hồ Bác Nhất và Mập Mạp đều đã đến, đang cùng ăn điểm tâm với răng vàng. "Lão Trình, lại đây ăn chút gì đi, tôi chuẩn bị vé cho các cậu lúc 8 giờ." Răng vàng thấy Trình Vân tới, trực tiếp mở miệng nói. "Ừ." Trình Vân khẽ gật đầu. Sau khi vào bàn, ăn sáng một chút. Thấy Hồ Bác Nhất cùng Mập Mạp hai người tất cả đều ngừng miệng, Trình Vân hỏi: thế nào, chuẩn bị xong chưa? Nghe vậy, Hồ Bác Nhất và Mập Mạp đều gật đầu một cái. Được, vậy chúng ta xuất phát đi. Thấy vậy, Trình Vân thở ra một hơi, nhấc ba lô lên đứng lên, nhìn về phía răng vàng. Lão Kim, đi thôi. Được, vậy ta không tiễn, các ngươi trên đường chú ý nhiều hơn, ta ở đây chờ các ngươi trở về. Răng vàng đứng lên, nghiêm túc gật đầu với ba người Trình Vân. mươi phút sau, trình vân mang theo hồ bát nhất cùng mập mạp đi tới nhà ga kiểm tra sổ hộ gia đình và vé xe xong ba người thuận lợi lên tàu hỏa mập mạp đi ở phía trước trong tay nắm chặt vé xe vẻ mặt hưng phấn đầu đoạn nằm sương một tấm vé ba mươi khối này kim gia thật đúng là xa xỉ chỉ một tấm vé này hắn phải bán hơn nửa tháng băng ghi âm mới có thể kiếm được được rồi được rồi đừng ở bên ngoài lẩm bẩm nhiều người nhìn như vậy Hồ Bác Nhất bất đắc dĩ biểu môi, người anh em này của hắn cứ như vậy, tính tình này phỏng chừng cả đời này cũng không đổi được. Vào phòng ngủ. Sau khi chọn xong giường, Hồ Bác Nhất và Mập Mập lật ba lô lên. Bọn họ mang theo không ít đồ, ngoại trừ lễ vật mình chuẩn bị ra, còn có trang bị răng vàng chuẩn bị cho bọn họ. Nha! Cái đồ chơi gì thế này, sẻn, nến. Còn có móng. Bàn tử động tác nhanh nhất, không bao lâu đã lục lọi sạch sẽ đồ đạc trong ba lô. Hồ Bác Nhất vừa nghe, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn lại ba lô của mình, phát hiện đồ vật bên trong vẫn giống nhau. Xúc lạc dương, nến dầu cải, móng lừa đen, gạo nếp, mực đấu. Hồ Bác Nhất thở dài, nhìn về phía Trình Vân. Trình gia, lúc trước chúng ta đã thương lượng qua, việc đào mộ đào mộ này tôi không làm. Trình Vân trong lòng bật cười, cười nói. Lão Hồ, Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, thứ này chỉ dùng để phòng thân. Nơi nào có hàng, xung quanh cơ bản đều có mộ lớn, môi trường khá loạn, không an toàn. Đồ nhận được cũng không nhất định vệ sinh, chúng ta phải xử lý trước một chút. Hơn nữa, hai đại nam nhân các ngươi khó trách còn không quản được mình hay sao, có đi hay không đều là tự mình định đoạt. Nghe Trình Vân nói, Hồ bác nhất thở dài gật đầu. Trình Vân này giải thích nói cho mập mạp nghe cũng được nhưng hắn cũng không phải là mập mạp cái loại ngu ngốc này. Những trang bị mà trăng vàng chuẩn bị, rõ ràng là để bọn họ xuống mộ dùng. Bất quá, Trình Vân nói cũng có lý. Tay chân ở trên người mình, nếu hắn không muốn xuống mộ, sẽ còn có thể tự mình động đậy hay sao? Coi như là dùng để phòng thân, đầu năm nay quả thật loạn, địa phương hẻo lánh vẫn tồn tại giả thú cùng sơn phỉ. Thấy hồ bác nhất không có ý kháng cự, Trình Vân lại hỏi. Đúng rồi chỉ biết Ngưu Tâm Sơn ở ký tỉnh, còn không biết cụ thể ở đâu. Đối với những chỗ từng xuất hiện trong nguyên tác này, hắn đều có ấn tượng. Nhưng cũng chỉ giới hạn trong tên, vị trí cụ thể hắn căn bản cũng không biết. Nghe vậy, Hồ Bác Nhất và Mập Mạp đều tỉnh táo. Ở phía đông Thái Hành Sơn, mấy năm trước động đất khá hẻo lánh, cụ thể là huyện nào tôi cũng không rõ. Nhưng đường vẫn tương đối dễ nhận biết, sau khi xe lửa đến thị trấn, Ngồi xe khách một giờ đến thị trấn, đi thêm hai mươi dặm nữa là tới. Đến lúc đó chúng ta tìm một chiếc xe ngựa hoặc là xe lừa, như vậy có thể nhanh một chút. Mỗi một chương số lượng từ đều đầy đủ, hy vọng mọi người tặng chút hoa tươi đánh giá phiếu ủng hộ một chút. Chương 08 Sát vách tiêu thái hậu Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hồ bác nhất nói xong, Trình Vân cười gật đầu. Nói như vậy. Trước khi trời tối có thể đến nơi, cũng không tệ lắm. 3 giờ chiều, xe lửa đúng giờ đến nhà ga. Tự hồ là bởi vì rất nhiều năm không tới, hồ bác nhất cùng mập mạp hai người rất kích động, khiêng bao lớn bao nhỏ chạy về phía trạm xe khách. Trình Vân chậm rãi đi theo. Đầu tiên là xe lửa 6 giờ, sau đó là xe khách một giờ. Đợi đến khi một nhóm ba người đi tới trấn gần Ngưu Tâm Sơn nhất thì đã là 4 giờ chiều. Vừa vào trấn hồ bác nhất cùng mập mạp liền mang theo trình vân hướng cửa trấn đi đến chuẩn bị tìm chiếc xe lừa ở loại trấn nhỏ hẻo lánh này xuất hành cực kỳ bất tiện tuy nói cũng có xe khách nhỏ nhưng một ngày chỉ sớm muộn hai chuyến thời gian khác phần lớn là dựa vào la ngựa lừa kéo xe sau khi đến cửa thị trấn trình vân bao một chiếc xe lừa lại gần nửa giờ sau một nhóm ba người rốt cục đã đến nơi đây là một thôn nhỏ thoạt nhìn còn chưa tới 50 hộ. Đến giờ cơm, trên bầu trời thôn khói bếp lượng lờ, trong không khí tản ra mùi cơm. Ở vị trí cửa thôn, tụ tập mấy hài đồng chơi đùa, chung quanh có mấy đại thẩm lớn tuổi một chút đang nói chuyện phím. Ba người Trình Vân vừa tới cửa thôn, đã bị những bà thím tinh mắt nhìn thấy. Một người trong đó ở trên mặt Trình Vân ba người mãnh liệt nhìn vài cái, đột nhiên sửng sốt, tiếp theo bước nhanh nghênh đón. Ngươi là Tiểu Hồ ngươi là tiểu béo nghe được lời của đại thẩm hồ bát nhất cùng mập mạp hai người đều nở nụ cười thím cát là chúng ta a à. lão hồ ta liền nói đi các hương thân khẳng định còn nhận ra chúng ta tốt tốt đều lớn lên khỏe mạnh như vậy thím cát mừng rỡ nặng nề cầm tay mập mạp của hồ bát nhất trên mặt tràn đầy thần sắc hòa ái đúng vậy đây đều là rèn luyện trong quân đội Hồ Bác Nhất cười to một tiếng, vỗ vỗ hai đầu cánh tay của mình. Tiếp theo, lại chỉ về phía Trình Vân, Thím Cát. Đây là bạn làm ăn của cháu và bạn Tử, cậu ấy đi cùng chúng cháu. Chào Thím Cát, cháu tên Trình Vân, gọi cháu là Tiểu Trình là được. Trình Vân lịch sự chào hỏi. Được được, bọn nhỏ cũng đừng ở bên ngoài nói, đều vào thôn đi. Thím Cát liên tục gật đầu, lôi kéo Hồ Bác Nhất đi vào trong thôn. Trình Vân cùng mập mạp theo sát phía sau cái này càng là đi về phía trước, người bên cạnh tụ lại càng nhiều. Nhìn ra được, lúc trước hồ bác nhất cùng mập mập xuống nông thôn, ở trong thôn rất được hoan nghênh. Không lâu lắm. Ba người được bà con đưa đến vị trí trung tâm làng. Trong một tòa nhà gạch đất phía trước, một vị lão nhân khoác áo khoác quân đội, được hai thúc thẩm trung niên đỡ ra. Lão bí thư chi bộ. Trong nháy mắt nhìn thấy lão nhân kia, sắc mặt hồ bác nhất và mập mạp đều nghiêm túc, vuốt ve quần áo nếp nhăn, nghền đón. Nhìn thấy một màn như vậy, Trình Vân có chút ngượng ngùng. Người khác xem như tha tử về quê, mà hắn chính là người ngoài thuần khiết, cảm giác câu nệ một chút liền đi lên. Đợi đến khi Hồ Bác Nhất và bạn tử đưa quà đặc sản từ Bắc Bình đến cho bà con trong thôn, sắc trời cũng dần dần tối xuống. Lão Bí Thư Chi Bộ đưa một hàng ba người đến nhà mình, đồng thời bảo con trai con dâu chuẩn bị rượu và thức ăn chiêu đãi sau khi lên kháng hồ bát nhất bỗng nhiên sửng sốt ai trần thúc như thế nào đoạn đường này đi tới một người trẻ tuổi cũng không thấy a à? liên nhị đảng thiết trụ bọn họ là đi trong thành làm việc sao không có trần thúc trót rượu cho mọi người nở nụ cười trận động đất mấy năm trước các cậu có biết không chúng ta cũng thuộc vùng động đất chấn động rất mạnh trực tiếp làm ngưu tâm sơn nước ra các đồng chí trong bộ đội đã đi khắp 10 dặm 8 xã trong lúc tìm kiếm cứu nạn, ngay cả trong núi cũng đi. Cuối cùng lại phát hiện một ngôi mộ lớn giống như cung điện ở Ngưu Tâm Sơn. Không bao lâu, đội khảo cổ đã tới, còn thuê thanh niên 10 dặm 8 xã làm việc. Nói đến đây, chú Trần còn nhìn bí thư Chi bộ thở dài, nhấp một ngụm rượu. Nếu không không yên lòng lão gia tử, con cũng đi, một ngày cho ba đồng tiền công, so với vào trong thành bán khí lực mạnh hơn nhiều chú Trần, chú đùa à, mộ gì mà to như cung điện vậy? Lúc này, Trình Vân kính chú Trần một ly. Người có thể xây dựng cung điện trong mộ cũng không nhiều lắm. Từ xưa đến nay, chỉ có người trong hoàng thất mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này, có thể đem một góc cung điện mình từng ở phỏng theo đến trong mộ. Đương nhiên, cũng không phải tuyệt đối. Người xưa tin rằng thế gian có ba cõi thiên địa nhân, tin rằng người chết có thể sống ở âm phủ cho nên người nguyện ý bỏ ra giá lớn bí mật xây dựng lăng mộ của mình thành cung điện cũng không ít nhưng những người này đều có một điểm giống nhau đó chính là thân phận tôn quý tay cầm quyền tài đại mộ kia đã bị đội khảo cổ phát hiện hắn cũng không có ý kiến gì chỉ là có chút tò mò mà thôi trần thúc cười lắc đầu ta còn có thể lừa gạt những người trẻ tuổi các ngươi sao nói là mộ của tiêu thái hậu tình huống cụ thể thế nào ta cũng không biết đều là nghe những người trẻ tuổi đi làm nói nơi đó đều có bộ đội trông coi trình vân gật gật đầu trong lòng kinh ngạc nếu là tiêu thái hậu như vậy cái mộ kia thật sự được cho là siêu cấp đại mộ cái này tiêu thái hậu biệt danh gọi tiêu yến yến dùng bốn chữ là có thể nói ra nữ nhân này thủ đoạn nhíp chính lâm triều hoàng đế một đời kia thể yếu chính vụ trong triều đều giao cho tiêu yến yến thân là hoàng hậu xử lý coi như là đại sự cũng đều là tiêu yến yến triệu tập đại thần thương nghị, làm ra quyết định. Liêu Triều cũng ở trong tay Tiêu Yến Yến, đạt tới quốc lực đỉnh cao. Cũng không có gì đáng tiếc. Loại mộ cấp bậc đó không phải ta có thể chạm vào. Suy tư một lát, Trình Vân thoải mái cười. Muốn nói cái gì mộ khó đổ nhất, vậy nhất định là Hoàng Lăng, huống chi là loại này thực quyền hoàng hậu mộ. Xong rồi, số liệu gì cũng không có, sáng mai lại xem chương không chín tổ hai người tuyệt vọng bạn đang nghe tại truyện chấm audio không nói cái này nữa nơi đó muốn xem náo nhiệt cũng không cho vào hồ bát nhất và mập mập vẫn không nói lời nào chú trần cho rằng hai người không thấy bạn chơi lúc trước có chút thất vọng đúng rồi sao các ngươi lại tới đây vào lúc này nếu muốn trở về chơi mùa hè mới là tốt nhất còn mang theo nhiều đồ như vậy mấy năm nay tiền đồ sao Vừa nghe Trần Thúc hỏi vì sao trở về, Hồ Bác Nhất cùng mập mạp hai người liếc nhau, có chút chột dạ nở nụ cười. Kiếm được chút tiền, cuộc sống dễ chịu hơn không ít. Chính là cảm thấy ngày tốt lành này, cũng không thể chỉ có hai chúng ta sống. Cho nên chúng ta liền nghĩ, trở về mang bà con các một khối làm giàu, cũng chính là kiếm tiền. Tự hồ là lo lắng lão bí thư chi bộ nghe không thấy, Hồ Bác Nhất nói chuyện thanh âm còn đề cập một chút. Mang mọi người kiếm tiền được được lão bí thư chi bộ cũng quả thật nghe rõ hồ bác nhất nói cười càng vui vẻ lão bí thư chi bộ a à? không đợi lão bí thư nói chuyện mập mập mở to mắt có chút vội vàng hỏi ta nhớ rõ trong hậu viện của ngài có không ít bình thức ăn sau khi mập mập nói ra lời này sắc mặt trịnh vân và hồ bác nhất đều có chút bất đắc dĩ đây không phải là tính tình nóng nảy đây là hổ a Lão bí thư chi bộ cũng là không hiểu ra sao, bất quá cũng vẫn là gật đầu, có a, à, bất quá ngươi hỏi cái này làm gì? Chúng ta a. À. Mập mạp miệng đều muốn cười nứt ra, muốn nói ra mục đích, nhưng là bị Hồ Bác Nhất giữ chặt. Sau khi ngăn mập mạp lại, Hồ Bác Nhất nhìn về phía bí thư chi bộ, giải thích. Vừa rồi không nói với ngài sao, chúng ta ở Bắc Bình kiếm tiền. Nơi đó người nào cũng có, rất nhiều người đều thích ở nhà bày chút đồ cũ như là ấm trà, vải. Chúng ta thì sao, ở Bắc Bình quen biết một người bạn, hắn thích thu những đồ cổ này, thời gian càng lâu còn càng đáng giá. Ô, Hồ Bác Nhất nói rất trắng ra, bí thư chi bộ và chú Trần đều nghe hiểu. Vậy những bình thức ăn của ta, ở chỗ các ngươi còn hữu dụng sao? Bí thư chi bộ có chút ngoài ý muốn, nở nụ cười. Đúng vậy. Mập mạp rất hưng phấn, dơ vại trà lên khoa tay múa chân ở ngài cái này, cái kia bình cũng có thể ướp dưa muối, nhưng ở bắc bình cái kia, người khác đều quản cái kia gọi là tác phẩm nghệ thuật. Lão bí thư chi bộ A, ngài xem này vài trà nhỏ, ngài biết lớn như vậy vật tại bắc bình giá trị bao nhiêu tiền sao? Bao nhiêu? Trần Thúc tự hồ là nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút biến hóa, trực tiếp hỏi. Mấy trăm nha? Mập mạp còn tưởng rằng mình đã thuyết phục chú Trần, cảm xúc càng tăng vọt trình vân ở một bên nghe được báo giá của mập mạp trong lòng thầm than khó trách hồ bác một hồi nhượng lợi cho hắn và răng vàng giá thu hàng này không phải là giá cao đó là giá trên trời mới đúng thu bán hàng thật đích xác kiếm tiền nhưng cũng không phải tất cả hàng thật đều kiếm tiền giống như đồ vật thời thanh ở thời đại này thật đúng là không đáng giá mấy trăm đồng trừ phi là trân phẩm bản thân chất liệu đã đáng giá bất quá tình huống nơi này hắn đã sớm biết Đồ đạc có niên đại đều bị đội khảo cổ lấy đi, muốn nhận được hàng trong thôn là không thể nào. Hắn coi trọng chính là Kim Quốc tướng quân mộ. Mấy trăm. Mấy trăm lời này của mập mạp vừa nói ra khỏi miệng, chú Trần cùng bí thư chi bộ liền ngây ngẩn cả người tại chỗ. Thanh niên trong thôn theo đội khảo cổ vào núi làm việc, tiền công một ngày là ba đồng. Chính là ba khối này, khiến mọi người đều nói lương tâm của đội khảo cổ. Bởi vì, ở trong thị trấn xem cu ly một ngày mới có hai đồng. Nhìn lão bí thư chi bộ cùng Trần Thúc đều ngây ngẩn cả người, hồ bác nhất trèn sắc khi còn nóng nói. Cho nên mới nói, chúng ta cũng chính là vì việc này mà tới. Ta là nghĩ, đem một ít bát cũ, bình cũ gì đó của chúng ta sắp xếp lại, mang đến bắt bình bán cho nó. Sau khi bán hết tiền, chúng ta đấu với bà con một nửa. Này! Bỗng nhiên, chú Trần lắc đầu thở dài lão bí thư chi bộ cũng là một bộ biểu tình bất đắc dĩ vỗ vỗ tay hồ bát nhất tiểu hồ tiểu mập hai người các ngươi nha tới chậm khi đội khảo cổ đến thuê người nói mấy thứ này phải nọc lên phát phiếu lương thực cho mỗi nhà chúng tôi lấy hết đồ đi không riêng gì chỗ chúng ta mười dặm tám xã phụ cận tất cả đều nọc lên giao hết rồi lời này của bí thư chi bộ giống như sấm sét giữa trời quan oanh kích vào bên tai hồ bát nhất và mập mạp hai người hai mặt nhìn nhau từ trong mắt đối phương nhìn thấy ba chữ chết tiệt chuyến này tuy nói là lỗ phí của răng vàng nhưng bọn họ lại mượn một ngàn đồng của răng vàng vốn định chuyến này trở về ít nhất có thể kiếm được năm con số hơn nữa còn muốn báo đáp các hương thân một chút cho nên bọn họ tuyệt không tiết kiệm máy ghi âm quần áo kẹo tây mua không ít quà một chuyến đi xuống không chỉ tiêu hết tiền tiết kiệm trên người, còn đem một ngàn đồng mượn tiêu hết. Bây giờ thì tốt rồi, hàng không nhận được, bọn họ lấy đầu đi trả a. À. Nhìn hai người thất hồn lạc phách trót rượu vào miệng, khóe miệng Trình Vân Dương lên. Hồ Bác Nhất và Mập Mập cũng nên đập nồi dìm thuyền rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Trình Vân còn đang ngủ say bị một trận tiếng gà trống gáy đánh thức. Quay đầu nhìn lại, Hồ Bác Nhất cùng Mập Mập trên kháng bên cạnh đều không thấy sớm vậy sao đoán chừng là thương lượng làm sao kiếm tiền đi sau khi đứng dậy mặt xong trình vân đẩy cửa ra thấy hồ bác nhất và bạn tử cách đó không xa hai người kia đang đi về phía dòng suối nhỏ cách đó không xa thấy thế trình vân châm điếu thuốc chậm rãi đi lên trình gia thấy trình vân đến gần hồ bác nhất và bàn tử đều chào hỏi sớm quá trình vân cười gật đầu sắc mặt hồ bát nhất và mập mạp đều không tốt lắm thoạt nhìn không có tinh thần gì hắn cũng đại khái có thể đoán được hai người này vừa rồi nhất định là đang vì tiền khổ não sau khi chia cho hai người một điếu thuốc trình vân cười nói ta thấy tâm tình các ngươi không tốt lắm nếu là vì tiền thì không cần phải suy nghĩ chi phí chuyến này tính trên đầu lão kim không thu được hàng coi như tới chơi một chuyến cầu ủng hộ hoa tươi vé tháng đánh giá phiếu cái gì cũng cầu Chương 10 Liễu ám hoa minh, lên núi bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chơi một chuyến. Trình Vân nói xong, mập mạp sắc mặt khổ sở, vỗ tay thở dài. Trình gia à, nhà ông đại nghiệp lớn, tôi và lão hồ không giống nhau. Nếu không có ngươi ở đây, chúng ta ngay cả lộ phí trở về cũng không có. Sau khi trở về, Kim gia còn có một ngàn đồng chờ chúng ta trả. Ta bây giờ là muốn chết tâm đều có, chính là đi trên chiến trường liệu mạng cũng so. Mập mạp. Bỗng nhiên, hồ bác nhất trong mắt tinh quang chợt lóe, mãnh liệt vỗ một cái mập mạp vai, các đức mập mạp oán giận. Ngươi ngược lại là nhắc nhở ta. Ngươi còn nhớ rõ năm đó trong thôn lão nhân cùng chúng ta nói qua cái kia quan đông quân cứ điểm sao? Mập mạp có chút nghi hoặc, bất quá cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu. Nhớ chứ. Vậy không phải hai ta còn muốn đi sao? sau đó cậu đi lính, việc này bỏ qua. Sau khi nói xong, mập mập chợt ngẩn ra, như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nói cái kia làm gì, chẳng lẽ? Có ý tưởng. Khóe miệng hồ bác nhất dương lên, ông lấy vai mập mạp, thấp giọng cười nói. Tôi nghĩ, năm đó chắc chắn tiểu quỷ tử đã để lại không ít đồ tốt ở đó. Ta đã hỏi qua lão bí thư chi bộ, khảo cổ đội người còn không biết chuyện này, hơn nữa cho dù biết, việc này cũng không thuộc về bọn họ quản nghe đến đó mập mạp biến sắc có chút kích động lão hồ đây là một biện pháp tốt bất quá chỗ đó cũng không dễ tìm a à. khó tìm chúng ta đã rơi vào tình cảnh này rồi ngươi không muốn liều một phen hồ bác nhất nhếch miệng thở phào nhẹ nhõm bác nhất định phải bác mập mạp nắm chặt tay kích động kêu lên khó tìm mới tốt Vậy chứng tỏ không ai tìm được nơi đó, đồ vật bên trong đều còn giữ lại. Sau khi nói đến mập mạp, Hồ bác nhất lại nhìn về phía Trình Vân. "Trình gia, ngài cũng nghe thấy rồi, chỗ chúng tôi muốn tìm là cứ điểm do một tên tiểu quỷ lưu lại. Nếu ngài cảm thấy hứng thú, vậy chúng ta cùng đi, nếu thật sự tìm được thứ gì tốt thì cứ chia theo như đã thỏa thuận. Có tiền vì sao không kiếm, nhất định phải đi." Trình Vân cười đáp ứng. Hắn chính là vì chuyện này mà tới. Thành. Chuyện kia không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ đi cùng lão bí thư chi bộ nói một tiếng, mượn mấy con ngựa vào núi Tầm Bảo. Hồ bác nhất làm việc mạnh mẽ vang dội, lúc này mang theo Trình Vân cùng mập mạp trở lại trong thôn. Sau khi chuẩn bị đồ đạc và chào hỏi, ba người cưỡi tuấn mã mượn được từ trong thôn, chạy về phía thảo nguyên nhỏ phía bắc thôn. Gâu. Gâu gâu. Ba người vừa mới tiến vào thảo nguyên không lâu, chợt nghe phía sau truyền đến một trận tiếng chó sủa. Quay đầu nhìn lại, lại là một cô gái anh khí mặc áo khoác lông thú, lưng đeo súng săn cưỡi ngựa đuổi theo. Ở phía sau nàng, còn có bốn con chó săn đi theo. U, giả nhân trong giả nhân câu này lớn lên đủ thủy linh a. À. Nhìn thấy người tới là một nha đầu tuấn tú 17-18 tuổi, mập mạp cười đùa. Hồ bác nhất tức giận trừng mập mạp một cái giả nhân nhà ngươi biết cưỡi ngựa à. Anh nghiêm túc một chút, đừng ba hoa, lại để cho người ta nghe. Ba đến năm giây sau, nhà đầu tuấn tú kia cưỡi ngựa đến bên cạnh ba người, nói ra ý tứ. Hồ đại ca, mập ca, ta là anh tử. Lão bí thư lo lắng cho các ngươi, bảo ta tới bảo vệ các ngươi. Tôi tên Trình Vân. Thấy anh tử nhìn về phía mình, Trình Vân cười chào hỏi. Chào anh Trình. Anh tử gật đầu, có chút ngượng ngùng nàng đi ra gấp gáp cũng không biết bằng hữu hồ bác nhất mang về tên gì này lúc này mập mập trực tiếp cười ra tiếng chỉ có một nha đầu như em còn bảo vệ chúng ta không phải hắn xem thường nữ đồng chí mà là anh tử thoạt nhìn quá nhỏ đùi cũng không to bằng cánh tay hắn nha đầu làm sao vậy nếu ta không đến chỉ bằng các ngươi căn bản là không ra khỏi cánh rừng này Mập mạp vừa nói ra lời này, anh Tử lập tức không vui, Hắc, còn rất cứng đầu. Mập mạp vui vẻ, bộ dáng trêu ghẹo. Đừng nói nhảm nữa, các ngươi đi nhầm đường rồi, đi theo ta. Anh Tử hiển nhiên không muốn chia tay mập mạp nữa. Một khi dây cương kéo, cưỡi ngựa chạy về hướng khác. Đi thôi. Thấy vậy, Trình Vân chào hỏi một tiếng, trực tiếp đi theo. Hồ Bác Nhất và mập mạp vội vàng đuổi theo mập mạp không ngừng miệng vừa đi vừa nói. À, tôi nhớ ra rồi. Nhà đầu kia không phải nhà nhị đại gia sao, lúc chúng ta xuống nông thôn, nàng mới cao bằng chân ta. Có anh tử dẫn đường, tốc độ đội ngũ nhanh hơn không ít. Chạng vạn ngày hôm đó, bốn người xuyên qua thảo nguyên nhỏ, lựa chọn qua đêm trong một cánh rừng nhỏ. Sau đó, lại trải qua bốn ngày cưỡi ngựa. Sau khi xuyên qua một mảnh thảo nguyên nhỏ cùng rừng rậm nhỏ, anh tử mang theo Trình Vân ba người đi tới một chỗ sơn cốc rừng rậm. Xa hơn nữa chính là rừng sâu núi thẳm ít ai lui tới. Mọi người mục tiêu giả nhân câu, ngay tại rừng rậm chỗ sâu nhất. Mặt trời sắp lặn, mọi người không đi sâu vào rừng nữa. Tìm một dòng suối nhỏ gần đó, nghỉ ngơi bên dòng suối. Tôi đi xử lý con thỏ. Anh Mập, anh đi lấy nước đi, anh Hồ và anh Trình tìm chút củi đi. Buộc ngựa xong, anh tử nhắc tới thỏ rừng lúc trước chó săn bắt được hướng về phía ba đại nam nhân chỉ huy sau khi nói xong không đợi ba người trình vân trả lời trực tiếp đi về phía dòng suối nhỏ này tiểu nha đầu này thật coi ba chúng ta là tiểu nhị nghe được lời anh tử nói mập mạp vẻ mặt ngạc nhiên nở nụ cười dọc theo đường đi anh tử là không ít chỉ điểm cái này cái kia một bộ tư thế phụ huynh hồ bác nhất đồng ý gật đầu trong biểu tình lộ ra một nụ cười. Đại đội trưởng của tôi giống như một người lính, đúng là có cảm giác như vừa mới đi lính. Nghe tiếng chăm chọc của hai người, Trình Vân cũng nở nụ cười. Cái này không phải rất tốt sao, chuyện gì cũng không cần mình quan tâm. Chúng ta còn phải cảm ơn cô ấy, nếu không có cô ấy dẫn đường, chúng ta muốn đi tới đây, còn không biết phải đi tới khi nào. Trình gia nói không sai, tiểu nha đầu này cũng không đơn giản, bàn tử cậu cũng đừng nói nhảm, đi múc nước đi. Hồ bác nhất đeo găng tay lên, liền chuẩn bị vào trong rừng nhặt chút củi khô. Em bị nghẹn rồi, phải đi xử lý, lão hồ anh thuận tiện giúp em múc nước đi. Mập mạp cợt nhã vỗ hồ bác nhất một cái. Cũng mặc kệ hồ bác nhất có đáp ứng hay không, trực tiếp lẻn vào trong rừng. Con lừa lười thì mài cứt đái nhiều. Thấy thế, hồ bác nhất tức giận mắng một câu. Xin số liệu.